Xin chào tất cả những người bạn có mặt trên kênh của mình. Mình là Lạc ở đây. Trước khi đến với trận đấu ngày nào của chúng ta thì mình sẽ đi tổng kết và trao giải cho cái mini game thứ 7 tuần trước nhá. Rồi, ok, chúng ta sẽ bắt đầu thôi nào. Để xem ai là người may mắn trúng giải mini game nhá. Đáp án câu hỏi thì quá là dễ rồi, quan trọng là cái số may mắn nó có đúng hay không. Cái khó nhất là cái số may mắn đấy các bạn. Nhưng mà thực ra thì mình ra cái này thì cũng khá là ưu ái cho những bạn mà comment sau đúng không? Ngày xưa thì mình chỉ có mình comment nhanh nhất và chính xác nhất thôi. Nhưng mà chơi như vậy thì có nhiều bạn, các bạn ấy hack các bạn ạ, các bạn ấy comment trước được. Đấy. À, có một bạn thì bạn ấy comment thắc mắc về cái ạc sale shop của mình, shop Beef Valor. Tưởng ạc sale mua cái được liền, làm tôi phải săn 2 tuần mới được một cái. Cái ạc sale shop của mình thì mình có nói rất là nhiều lần rồi. Cái đấy thì mình tạo ra để cho các bạn săn và mình cũng có ghi luôn ở trong thông tin ạc rồi. Thế mà các bạn ấy vẫn kêu là phải mua cái được ngay. Đúng không? Thàm thế không biết. Vừa muốn ạc rẻ mà lại vừa muốn ạc ngon. U là trời. Rồi xong, lại còn có ông thần này nữa. Vâng, comment đúng luôn là kết quả số miền Bắc luôn các bạn. Kết quả số miền Bắc là số 94 nha. Không phải comment một lần mà ba lần. Nhưng mà hơi tiếc là chỉnh sửa rồi nên là mình sẽ không tính. Bất kỳ comment nào chỉnh sửa thì mình sẽ coi là không hợp lệ nha. Tại vì biết đâu các bạn xem kết quả xong rồi các bạn sửa comment thì nó loạn lắm. Thế thì thành ra ai cũng sửa thì toang. Đây rồi, đây rồi. Tìm ra chủ nhân rồi các bạn ơi. Một bạn có tên là Nguyễn Thị Thuận à? Ồ, chắc vậy các bạn ạ. À, số may mắn là 89. Chênh hình như là 5. 5 số với lại kết quả số đặc biệt. Ok, thì chúc mừng bạn đã trúng giải nhá. Nếu như mà bạn mà có xem được clip này của mình thì vui lòng nhắn tin qua Facebook cá nhân của mình để mà nhận giải nhá. Và nếu như tới thứ 7 mà mình không trao được giải thì coi như là mình sẽ hủy giải nhá. Link Facebook cá nhân thì mình sẽ để bên dưới phần mô tả nhá. Có cả link shop ở dưới phần mô tả luôn đấy. Bây giờ thì chúng ta sẽ đi chọn ra 3 bạn may mắn trong những bạn có câu trả lời chính xác để tặng 200k trong thuốc của mình nhá. Đây, để xem là có bao nhiêu bạn trả lời đúng nào. Đây là cái lý do vì sao mà mình cần các bạn comment ID trong shop đấy. Để lỡ may mà có quay ra thì còn tặng các bạn tiền để các bạn đi săn ạc chứ, đúng không? Ấy, tham gia mini game được tiền xong rồi còn có cơ hội săn được ạc. Xuống thế còn gì. Vâng, bạn đầu tiên. Xin chúc mừng. MMMM ID là 128. Đây. Tiếp nha các bạn. Vâng, tiếp theo là bạn có tên là Tâm Trạng. Ở từ từ. Cái số này sao thấy nó quen quen ta? À, ông này dùng hai nick nhà Google để comment. À, ok. Thôi, cho một nick được rồi. Mình sẽ chọn bạn khác nha. Đây. Tiếp theo là Duy 132165. Đó. Chúng ta sẽ đến với người cuối cùng để xem nào. Vâng, xin chúc mừng bạn Cao Văn Đáng 87965. Mình sẽ lưu lại nha. Đây là những cái danh sách mà mình lưu lại những cái bạn mà trúng giải trong mini game đấy. Phần quà thì sẽ được mình trao trong vòng tối nay và ngày mai. Nếu như mà các bạn mà có thắc mắc gì thì cứ nhắn tin trực tiếp qua Facebook cá nhân cho mình nha. Link shop và link Facebook cá nhân của mình thì đều có ở bên dưới phần mô tả cả nhá. Các bạn có thấy cái bộ trang phục mình mặc quen không? Không biết là trong kênh của mình có bạn nào đang xem anime không? Và đang xem cái bộ phim có tên là Cuộc Chiến Giữa Người và Thần không? Đấy, các bạn có biết cái nhân vật có tên là Thích Ca không? Phật đấy. Hôm nay thì mình đang đi cosplay Phật đấy các bạn. Vâng, các bạn không nhìn nhầm đâu. Đúng rồi đấy, Phật đấy. Và đặc biệt là hôm nay Phật sẽ đi solo squad nhé. Nhiều bạn thì sẽ thắc mắc là ủa tại sao cái Phật này lạ vậy? Nhưng mà cái Phật mà mình đang cosplay ấy không phải là cái Phật mà các bạn hay thấy đâu. Mà là cái Phật mà lúc ông ấy chiến đấu đến cái lúc mà tươi tả nhất và thức tỉnh cái dạng mạnh nhất rồi nhá. Đó, nói chung là bạn nào mà xem anime thì chắc là chưa tới đoạn này đâu. Còn bạn nào mà muốn biết nhiều hơn thì xem manga nhá. Tức là đọc truyện tranh nhé. Trong truyện tranh thì ông Phật này ông ấy đánh xong rồi. Xong rồi còn mấy trận phía sau xong nữa cơ. Nói chung là hay lắm, hay dã man rồi các bạn. Bạn nào mà lười đợi anime thì cứ đọc trước đi. Dễ mà, lên Google search ra là có rồi. Còn không thì các bạn phải chờ tới tháng 4 thì mới có anime để mà xem tiếp. Vì là người ta dự kiến là tới tháng 4 thì người ta sẽ ra mắt từ 10 tới 15. Tức là tập ở season 2 ấy. Mặc dù là đọc manga thì nó không có kiểu như là combat nó mãn nhãn. Nhưng mà được cái là nó nguyên bản của truyện, nó vẫn hay hơn. Nói chung là mỗi cái thì nó sẽ có một cái hay. Nhưng mà anime thì phải đợi hơi lâu nha. Rồi, ok. Hôm nay thì mình đang đi cosplay ông thần này. Để xem là liệu rằng có cân 3 hay cân 4 hay không. Ờ, quên. Ông này không phải là ông thần đâu nha các bạn. Ông này là ông Phật đấy. Ông theo phe người rồi.
Mình tính là đi kiếm một cái lưỡi hái để cho nó giống như là vũ khí của ông ý. Nhưng mà không có, lát nữa mình sẽ kiếm sau nhá. Càng ấy, bay đầu nhá. Phật là không được sát sinh đúng không các bạn? Nhưng mà ông ấy toàn sát thần không à. Có tiếng bước chân các bạn ơi. Đây rồi, thấy rồi. Ây da, đặt keo ghê thế nhờ. Được nó thế nhờ. Sọt gắn với chúng tôi. Sọt gắn với chúng tôi này. Lĩnh 2008 hả? Mình xin nhá. Mượt liền các bạn. Cái quần mà mình đang sử dụng này ấy, thì thực ra thì nó cũng không phải gọi là quần của cái ông Phật kia lắm đâu. Nhưng mà mình tìm hết trang phục trong game Free Fire rồi, nó không có. Nó chỉ có mỗi cái quần này là cái quần duy nhất giống kiểu bên Phật thôi. Nên là mặc tạm nha các bạn. Đây, trong này vẫn còn người này. Ok. Qua lụm luôn. Bơm mình máu cái đã. Chờ đi bạn ơi. Không biết là có phải là đồng đội của bạn Lĩnh không? Công xuống không bạn? Không công xuống à? Đâu rồi ta? Ủa? Chà, mất tiêu luôn. Đây rồi, đây rồi, đây rồi. Ok. Hình như là một bạn nữ hay sao ấy. Cảm giác nó cứ lơ ngang lơ ngơ kiểu gì ấy. Rồi yếu rồi, yếu lắm rồi, yếu dã man rồi, yếu cực kỳ rồi. Rình mò này ảo thật đấy hả bạn? Tìm nãy giờ. Rồi ok, không có lưỡi hái luôn. Không sao. Hôm nay thì mình sẽ bắn MP5 nha các bạn. Còn cái cây súng tầm xa thì thôi, khỏi bàn đi. Chim gõ kiến. Lâu lâu cầm đổi súng one shot chơi chơi vậy thôi, chứ thực ra thì nó không có mạnh đâu nha các bạn. Các bạn mà có chơi thì cũng đừng có dùng làm gì. Cứ dùng mấy cây đăng mạnh nhất hiện nay ấy. SK rồi M4A1 rồi các thứ thứ ấy. Ở trên có người kìa. Có bắn nhau luôn kìa. Wow. Hai team vào tranh với nhau. Rồi gục 1. Rồi gục 2. Còn nữa không? Ui hình như là liên một team hay sao ấy nhở. À một bạn một thân một mình. Hơi tội bạn ý nhở. Mình sẽ lên mình lia nốt những thanh niên còn lại nha. Vẫn đang bắn nhau luôn. Vẫn đang bắn nhau để tặng các bạn vài giải lựu. Đấy. Mưa bom bão đạn không bằng lựu đạn lão gió mà. Thiếu chưa? Ui. Chà 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 bom keo rồi. Có khoảng đâu đó tầm 3 người nha. À, có người xuống kìa. Thôi mà các bạn ơi, đông thế này là không hợp lý đâu đấy. Trong chuyện là ông Phật đấy cũng bị hội đồng đấy các bạn. Nhưng mà trong game thì mình phải bơm máu cái đã. Không biết là mấy team mấy đâu rồi. Em nào. Nhưng lại có một bạn. Bạn này ban nãy mình vừa bắn gục xong, vừa được cứu xuống à. Có vẻ như là mấy team này các bạn ấy đi hết rồi. Không cố săn mình nhờ ta. À đây đây, vẫn còn một người, vẫn còn một người. Ui. Giật hết ca mình. Hồn chị bén. Chơi mà chơi bay ngay vào người ta đấy à. Nhảy dù thiếu gì chỗ đâu. Mình cứ nghĩ là team này các bạn đi rồi. Nhưng mà không phải đâu các bạn ơi. Team này các bạn vẫn ở đây. Cứu cứu này. Thư hả? Được gái cứu là sướng nhất rồi đấy nhá. Có bộ hồi phục mà tưởng ngon với mình nhỉ. Ok. Không qua đây mà trả thù đi. Mới lìa 2 thôi, vẫn còn một người nữa cơ. Có trả thù thì làm lẹ đi chứ không. Ui, ui. Trời ơi. Ui, chị bén. Tí nữa thì cứ tưởng là to hàng cơ. Nào, còn lựu ném nốt đi bạn ơi. À, thế là bạn ấy không còn lựu rồi. Bạn ấy đang đục keo rồi. Đây rồi. Một bạn nữ nữa đúng không? Nhi nhi đúng không? Thì ra là team này có 4 người lận. À đồng đội thì chạy rồi. Bỏ lại bạn Nhi một mình. Hay là team này gãy 3 nha các bạn. Còn một thôi. À đây. Mình thấy luôn thanh niên cuối cùng của team này rồi.
Thôi thì cho bạn ấy đi luôn với lại đồng đội của bạn ấy nhá. Nhưng mà không ổn đấy các bạn ơi. Bên kia đang có người bắn qua. Từ từ đã. Phải ẩn thân chi thuật đã. Từ từ đánh. Vội vàng quá không tốt đâu. Chúng ta còn tổng cộng 14 người. Trừ mình ra là còn tận 13 người nữa lận đấy. Ok. Xong. Bò đi đâu bạn? Đấy, gạt luôn. Tránh đêm dài lắm mộng các bạn ạ. Bên này có người đang bắn này. Đúng rồi các bạn ơi, bắn nhau thoải mái đi. Nhiệt tình lên. Vẫn còn cái máy bán hàng ở kia cơ mà. Sợ cái gì? Giờ này mà các bạn bắn nhau càng nhiều là mình càng mừng. Tại vì là mình sẽ có lợi hơn ở những cái vòng bó cuối. Bây giờ thì không hổ báo đâu các bạn. Lúc đầu game thì mình có thể công ra mình cân 3 cân 4 được. Chứ giờ mà nhảy ra mà cân 3 cân 4 là đạn găm đầy người đấy. Cái gì nó cũng phải có chiến thuật. Chơi mà kiểu ẩu là toang. Rồi gục một. Hỏi xong. Đâu ra mặc cái cây bồ duyên thế nhỉ. Không kịp gạt luôn. Team đấy có 3 người. Vậy là mình sẽ đối đầu với một team 3 người. Và sẽ còn một team nữa chắc là tầm 2 người. Ok. Mình sẽ lên mình chiếm cái máy bán hàng. Đề phòng không cho mấy bạn ấy cứu. Khá yếu rồi. Ơ kìa. Buồn thế nhỉ. Bắn dính toán cái chảo không mới cay chứ. Rồi. Bo đang thu lại. Bo này thu xong tức là cái máy bán hàng sẽ không còn dùng được nữa. Hình như là cái team kia các bạn đang muốn công sang bên kia. Tiêu diệt bằng được cái team kia trước. Ok, chó mèo cắn nhau ngươm đắc lợi thôi. Mình sẽ ngồi đây mình chờ vậy. Để xem là team nào ăn. Ai là người chiến thắng sẽ được ra bắn nhau với mình. Đối đầu với lại Thích Ca. Rồi, hay. Một bạn có tên Thảo Moon đã bị nằm xuống. Chúng ta còn 5 người. Đừng có nói là mình phải đối đầu với lại 4 người nhá. Mình không hề muốn chuyện đấy đâu. May quá, vẫn còn bắn nhau. Tiếng súng này xé tan cõi lòng mình. Đấy, có phải đỡ lo hơn không? Bây giờ thì 1 cân 3 cũng được. Ồ. Góp vui cái nào. Ơ kìa. Được luôn 1 kill kìa các bạn. Thế là khả năng cao cái bạn siêu bắn tỉa với lại mấy cái bạn nữ mà vừa rồi bị bắn hạ là cùng chung một team đấy các bạn. Thôi coi. Còn 2 người nữa. Chơi được. Đây rồi, đây rồi. Chưa, đặt kèo dã man thôi. Đặt kèo dã man thôi. Cái tên cũng đặc biệt luôn. Rồi. Một bé xong. Một team 2 bạn nữ à? Một team 2 bạn nữ hả? Mr. Quả hay là Thảo ta? Nhanh quá mình nhìn cũng không rõ nữa. Ok, nhưng mà thôi không sao. Dù gì thì cũng boy ra được các bạn. Như vậy là trận đấu ngày hôm nay đến đây thôi nha. Cảm ơn các bạn đã xem video và chúc các bạn có một ngày thật tốt lành. Nếu như mà có bất kỳ góp ý gì cho video của mình thì cứ comment xuống bên dưới nhá. Tạm biệt, hẹn gặp lại các bạn ở những clip lần sau. Bye bye.